Xin chào bà con. Hôm nay do mùa dịch bệnh lúc gầy ở đây có dịch bệnh cho nên căng quá bà con ơi, lúc gầy phong tỏa luôn rồi, buôn bán gì không được hết trơn, cây ế ẩm quá. Nay mình cắt xuống mình sang qua bồ bự để nuôi qua dịch bán bà con. Nay sang là cắt ba nhãn xuống mình sang nè. Nhãn này là long tím, đây là xuồng tím, rồi đó là thanh nhãn, rồi nhãn hồng cúc siêu tái gì ơi, đủ giống bà con ơi. Lúc này dịch bệnh lái gì không có đi được cho nên cây lúc này tồn đọng lại nhiều cây lắm. Giờ mình sang qua bịch bự mình nuôi cho qua dịch rồi cái mình bán ha. Lúc này dịch bệnh này phong tỏa không có mà người làm luôn, tự nhà mình làm luôn. Hôm nay dịch bệnh ghê khổ quá, không có buôn bán gì được hết trơn. Long tím, đây là xuồng tím, đây đi qua nha, qua nhãn hồng phúc hay nữa là bánh kìa. Đây nhãn hồng phúc siêu tái, nhãn Hưng Yên gì mình có đủ hết. Đây nhãn phát tài có luôn, đó là nhãn phát tài, mình có đủ các loại nhãn hết nha bà con. Rồi chào bà con nha.